Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thúy, huấn luyện viên của Liban Sport. Trong buổi chiều ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 bài tập để các bạn có thể có được một cơ bụng săn chắc hơn, thon gọn hơn. Với mỗi bài tập, chúng ta sẽ tập trong vòng 30 giây, rất nhanh thôi đúng không? Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Động tác đầu tiên, crunch. Đầu tiên, chúng ta nằm trên thảm hoặc băng ghế tập. Đặt hai tay ra sau gáy, rồi từ từ nhấc vai lên, siết cơ bụng lại. Nhớ là vai phải cách mặt đất từ 8 đến 10cm, nhưng phần lưng dưới vẫn chạm sàn các bạn nhé. Giữ tư thế siết cơ bụng 1 đến 2 giây. Hạ vai trở về tư thế ban đầu đồng thời hít thở sâu. Sau đó tiếp tục siết cơ và thở ra. Các bạn hãy lưu ý kiểm soát động tác một cách từ từ để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Động tác tiếp theo sẽ là reverse crunch kết hợp với leg drop. Đầu tiên, các bạn nằm duỗi thẳng chân, hai tay úp xuống đất. Nhớ đặt tay cố định trong suốt bài tập. Bài tập gập chân về phía bụng, đồng thời nhấc hông lên khỏi mặt đất. Giữ từ 2 giây, sau đó đẩy về vị trí ban đầu và thở ra. Động tác thứ 3, về cơ bản là nằm, để tay phải chạm chân kia. Đầu tiên, các bạn hãy nằm ngửa, hai tay chắp sau đầu, rồi nâng hai chân lên, vuông góc với mặt đất. Vươn người lên để tay trái chạm chân phải, sau đó đổi bên, tay phải chạm chân trái. Ok, tiếp tục tập liên tục trong 30 giây nào. Vì là nằm ngửa nên các bạn không nhất thiết phải chạm đúng mũi chân, chỉ cần chạm với chân là được. Động tác này sẽ lặp đi lặp lại trong 20 lần liên tục. Động tác thứ 4, plank with hip twist. Đầu tiên, bạn bắt đầu tập với động tác plank. Giữ cho chân và lưng thành một đường thẳng. Các bạn hãy nhớ là luôn giữ lưng thẳng nhé. Sau đó bạn đẩy nghiêng mông sang một bên, đổi bên, tiếp tục trong vòng 30 giây. Và bây giờ là động tác thứ 5. Các bạn nằm co chân để bắp đùi và cẳng chân tạo với nhau một góc 90 độ. Từ từ vươn người ngồi dậy, chân giữ nguyên. Hai tay đưa theo đà tự nhiên, ngồi thẳng lưng, từ từ nằm xuống trở về tư thế ban đầu. Chúng ta sẽ làm động tác này trong vòng 30 giây. Và bây giờ là động tác cuối cùng, V-crunch. Động tác cuối cùng này các bạn nâng chân, lưng và thân trên khỏi mặt đất, duỗi thẳng chân. Động tác này từ đầu đến cuối luôn để mông nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Từ từ nâng người lên, gập chân lên cao tạo thành hình chữ V, sau đó hạ người xuống. Duỗi thẳng chân về tư thế ban đầu. Chú ý, chân và lưng không chạm đất. Chúng ta sẽ lặp lại động tác này cho đủ 30 giây. Vậy là đã kết thúc 6 bài tập trong buổi tập ngày hôm nay rồi. Các bạn đừng quên luyện tập chăm chỉ để có thể có kết quả tốt nhất nhé. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.